mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Familia Kotaka. Nếu như bạn nào mới xem cái video này của Khanh lần đầu tiên á, thì Khanh cảm ơn rất là nhiều và subscribe liền ở bên dưới để trở thành bạn đồng hành của tụi Khanh nha. Thì hôm nay á, là một ngày nghỉ của Khanh, đó là thứ hai. Thì đã lâu rồi Khanh không có nấu cơm Việt Nam. Thì hôm nay á, Khanh sẽ đi chợ ở dưới cái nhà của Khanh á, đi cái siêu thị để mà Khanh mua một ít đồ để mà nấu cơm Việt. Vì chồng Khanh á, thèm thịt kho trứng, cho nên nó nói với Khanh á, là thèm cái món đó. Cho nên bây giờ Khanh sẽ xuống đi chợ và mua. Do hôm nay chồng Khanh đi làm á, vì cái cô mà làm chung á, thì cô bị bệnh, cho nên nó cô xin nghỉ vài ngày. Thì chồng Khanh sẽ đi làm thế cái ca của cổ, cho nên hôm nay á, đáng lẽ là ngày nghỉ của chồng Khanh, nhưng mà chồng Khanh vẫn phải đi làm luôn. Thì bây giờ Khanh sẽ xuống đi mua. Đi siêu thị á, là phải mang theo cái bịch để mà không có sử dụng bao ni lông. Hôm nay á, thì thời tiết khá là âm u luôn. Anh có xem dự báo thời tiết á, thì nói là chiều nay sẽ mưa bay bay, tầm 40% là sẽ mưa. Từ nhà Khanh á, mà đi bộ ra siêu thị á, thì khá là gần luôn. Chưa đầy 2 phút nữa là đã tới siêu thị rồi mọi người. Khá là tiện luôn. Ở gần nhà Khanh á, tới 3-4 cái siêu thị lận. Khanh sẽ giới thiệu cho mọi người. Ở Bùng Binh Tây Ban Nha á, đa phần á, là họ sẽ trang trí rất là nhiều thứ. Thì gần nhà Khanh á, thì họ trang trí tòa lâu đài. Đây là siêu thị, bây giờ Khanh sẽ vô mua đồ thôi. Khanh đã tới cái quầy thịt của siêu thị rồi. Bây giờ Khanh sẽ mua 3 chỉ nằm ở đây. Me dar un kilo de panceta, por favor. Khanh đã mua được thịt rồi. Thêm một thịt cải ngọt về để mà nấu canh. Khanh á, là Khanh đã mua xong rồi, nhưng mà Khanh cũng muốn quay á, nhiều cái siêu thị cho mọi người coi nhiều đồ ở trong đó. Nhưng mà siêu thị á, thường thường á, là người ta không có cho mình quay phim, cho nên á, là hả, mình chỉ được quay sơ sơ đại loại như vậy thôi. Thì Khanh đã mua tất cả mọi thứ rồi, bây giờ Khanh sẽ đi về. À, trước khi về á, Khanh sẽ ghé tiệm bánh coi thử á, là họ có cho trả bằng thẻ không, vì tại vì Khanh không có mang tiền mặt. Vì Khanh thèm ăn rột xăng quá. Khanh nó muốn vô mua bánh mà hỏi, nhưng mà phải xếp nguyên cái hàng dài, cho nên Khanh cũng không biết là có được trả thẻ hay không nữa. Khanh đã mua được rột xăng rồi, nhưng mà do là tiệm đông quá, cho nên Khanh muốn lấy một cái lớp phủ đường. Nhưng mà không phải một cái lớp phủ đường, mà là một cái lớp phủ caramel này nọ. Nhưng mà họ lấy cái lớp bình thường à. Khanh nói đổi cho họ, nhưng mà họ nói là hả, giống nhau à, không sao hết trơn á. Khanh tức quá, nhiều khi nó muốn quăng lại cái bánh vô mặt bả luôn á. Bán đông nhưng mà không có tâm gì hết á. Mọi khi á, Khanh tới mua á, là người ta sẽ hỏi là muốn lấy không có sốt hay là muốn lấy có sốt. Mà hôm nay Khanh tới á, nó ứ có hỏi Khanh luôn. Nó cứ lấy theo cái ý của nó không à. Khanh đã về đến nhà rồi, bây giờ Khanh sẽ ăn sáng xong rồi Khanh sẽ nấu đồ ăn thôi. Đây là cái nồi thịt Khanh đang kho. Vì á, Khanh phải kho nhanh á, cho nên Khanh phải mở lửa lớn để cho nó kẹo sớm. Còn mỗi khi á, mà nếu mà đúng kho thịt kho trứng là phải kho lửa thiệt là nhỏ và rất là lâu luôn. Nhưng mà Khanh chỉ có 1-2 tiếng để mà kho thôi, cho nên Khanh không thể nào mà kho giống như ở Việt Nam được. Thế là Khanh đã kho xong cái nồi thịt kho hột vịt. À không, thịt kho trứng cút. Khanh sẽ nấu một cái nồi canh nghêu phẹm chung với lại rau cải ngọt Khanh mua ở đây. Khanh sẽ pha nước uống. Khanh có trà Thái nè, và một cái hộp bột sữa, đó là coffee mix. Khanh sẽ pha trà sữa. Tên tên, cuối cùng cũng xong. Milti canh salad và thịt kho tàu và cơm. Cuối cùng Khanh cũng có mâm cơm hoàn chỉnh. Bây giờ Khanh với lại chồng Khanh với lại em chồng của Khanh á, đi lấy nem. Khanh có đặt một cái bạn người Việt Nam kia làm nem, bây giờ Khanh đi lấy. Sau đó thì tụi Khanh sẽ đi Costco mua gạo. Khanh thích ăn gạo ở trong Costco. Bây giờ Khanh đợi chồng Khanh á, lấy xe lên rồi tụi mình đi. Do là Khanh không có xuống lấy xe chung với chồng Khanh là tại vì nãy Khanh mới đi vứt rác ở đó đó.
Cứ mỗi lần á mà đi Costco á là trời mưa, không hiểu sao luôn. Ui thì cuối cùng hôm nay á Costco đã mở bàn cho mình ngồi rồi. Khanh có mua gạo nè, mua táo và mua nước cho xe hơi. Thì hôm nay á mẹ của Khanh phải đi làm 2K, tụi Khanh á sẵn tiện đi Costco về xong ghé tiệm bánh để đón mẹ của Khanh luôn. Đây là mấy cái nem á mà Khanh mang về, nhưng mà ở nhà Khanh không ai ăn được hết trơn á, vì nó lên men á. Khanh cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người nhớ like, share và subscribe nha.